Huy Hoàng rất hân hạnh được gặp lại quý vị khán giả trên kênh Sống Để Hạnh Phúc ngày hôm nay. Thưa quý vị thân mến, hầu hết con người ta ai cũng nuối tiếc tuổi thanh xuân cả, muốn được mãi trẻ trung, mãi được nhiệt huyết. Bởi vì họ cho rằng tuổi trẻ chính là quãng thời gian đáng sống nhất của đời người. Thế nhưng đến một độ tuổi nhất định, khi cả thể chất lẫn tinh thần đều đã thật sự đạt được độ chín, con người rồi sẽ hiểu rằng độ tuổi 60 trở về sau mới là quãng thời gian đẹp đẽ nhất của đời người. Vì sao lại như vậy? Vì ngày còn trẻ chẳng ai không ham tranh giành, vậy nên luôn phải sống trong sự mưu tính mệt mỏi. Còn đến cái tuổi 60 rồi, đây lại là độ tuổi để an hưởng tuổi già, không bận tâm đến thế sự, chẳng ham tranh đấu, càng không mưu cầu bất cứ điều gì cả. Vậy nhưng khi đã về già, phải làm sao để không khiến con cái lo lắng và bận tâm, lại có thể để bản thân mình sống trong thong dong và tự tại, chẳng cần phải lo nghĩ gì. Vậy thì người đến tuổi 60, đừng để bản thân thiếu năm điều này. Nếu không muốn càng sống thì càng khổ. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Và nếu thấy hay, quý vị đừng quên chia sẻ clip đến với những người thân yêu nhất của mình. Người đến tuổi 60 càng sống càng khổ nếu thiếu 5 điều này. 1. Thiếu tiền bạc. Hầu hết mọi người đều chuẩn bị cho quá trình nghỉ hưu của mình khi ở tuổi 60. Từ bỏ công việc và gánh nặng tiền bạc, chúng ta sẽ bước vào giai đoạn tĩnh lặng của cuộc sống, nhưng cũng có phần cô đơn. Đồng thời, nếu chúng ta đến 60 tuổi mà chưa tích lũy đủ tiền để có được một mái ấm ổn định cho chính mình, thì chỉ còn cách sống chung với gia đình riêng của con cái. Giữa hai thế hệ, thậm chí là nhiều hơn, cùng nhau chung sống dưới một mái nhà thì chắc chắn sẽ không thiếu mâu thuẫn và tranh chấp phát sinh. Sự khác biệt nhỏ nhặt không làm nên vấn đề, nhưng nếu xích mích lớn hơn, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình có nguy cơ rạn nứt. Chưa kể, nhiều người cảm thấy ngại ngần khi ở nhờ nhà con cái, nên luôn có cảm giác không thể thẳng lưng ngẩng đầu trước mặt con cái của mình. Do đó, khi tới tuổi 60, chúng ta phải có một khoản tài chính và mái nhà cho riêng mình. Hơn nữa, bước vào tuổi 60, nếu trong tay chúng ta không có một khoản tiền tiết kiệm nhất định, vậy thì chúng ta sẽ không thể ngừng đau đầu suy nghĩ, chi li tính toán trong mọi chi phí ăn mặc, sinh hoạt thường ngày và cả các dịch vụ y tế nữa. Có thể nhiều người nghĩ rằng mình có thể sống phụ thuộc vào số tiền mà con cái chu cấp cho cha mẹ, nhưng bao giờ cũng thế, sử dụng và tiêu xài những gì tự mình làm ra vẫn đem lại cảm giác thoải mái hơn. 2. Thiếu sức khỏe. Thời gian càng trôi qua, chúng ta không chỉ sợ việc già đi, mà còn sợ một điều hơn thế, đó chính là bệnh tật. Có câu nói rằng, chiếc giường đắt giá nhất là chiếc giường bệnh. Câu nói này quả thật không sai. Còn điều gì khủng khiếp hơn việc mỗi ngày đều bị bệnh lớn bệnh nhỏ quấn thân, mệt mỏi với thuốc thang và bệnh viện. Dù thức ăn có ngon, cũng chẳng thấy thèm. Dù cuộc sống còn tồn tại, cũng chẳng thấy vui. Đánh mất sức khỏe cũng đồng nghĩa với đánh mất cơ hội để tiếp tục hưởng thụ những niềm vui thú của đời người, mà thay vào đó là một trái tim và cả cơ thể rã rời, u ám. Chính vì thế, khi chúng ta chuẩn bị bước vào ngưỡng tuổi trung niên từ 40 tới 60 tuổi, phải luôn duy trì sức khỏe, tập thể dục chăm chỉ, có lối sống lành mạnh và điều độ, để bản thân còn được tận hưởng nhiều hạnh phúc và khỏe mạnh hơn nữa trong cuộc đời. 3. Thiếu người thân bên cạnh. Khi bản thân ta già đi, những người quen, bè bạn, người cạnh bên đều cùng già đi theo năm tháng, đặc biệt là bạn đời của mình. Người ta vẫn thường hay nói, con chăm cha không bằng bà chăm ông. Người bạn đời đó là người đã cùng ta gồng gánh gia đình suốt một thời gian dài, chia sẻ bao trách nhiệm và nhọc nhằn gian khó, cũng là người cùng vui cùng buồn, săn sóc chăm lo, nắm tay đi nốt những ngày tháng còn lại của cuộc đời. Có một người như vậy cạnh bên đã là một niềm hạnh phúc rồi. Mất đi người bạn đời cạnh bên là một chuyện đáng sợ. Tuy nhiên, nếu vì những năm tháng bộn bề công việc khiến quan hệ đôi bên rạn nứt hoặc nguội lạnh, nhìn mặt nhau mà chẳng nói câu nào cả ngày, người ở nhà mà lúc nào cũng bực bội khó chịu, thì điều đó còn khủng khiếp hơn cả cô đơn một mình. Vì vậy, bất kể ở giai đoạn nào của cuộc đời,
phải luôn trân trọng và quan tâm người cạnh bên, dành cho họ một tình cảm chân thành mà họ xứng đáng. Đó chính là giá trị tinh thần mà chúng ta có đánh đổi cả gia tài cũng không nhận lại được nếu mất đi. 4. Thiếu sự quan tâm, chăm sóc. Một trong những bí quyết sống khỏe mỗi ngày của những người cao tuổi trên thế giới đó là họ thường xuyên được người thân quan tâm nhiều hơn. Tưởng chừng như đơn giản, nhưng sự quan tâm đối với người già lúc này trở nên vô cùng quan trọng. Người già mong muốn và khát khao được săn sóc, hỏi han mỗi ngày, để con cháu đáp ứng những nhu cầu mình đang cần. Người già như cỗ máy đã gần tàn tạ, khô dầu nhớt, có thể ngừng hoạt động bất cứ lúc nào. Vì thế họ sẽ có những thay đổi chóng mặt so với tính cách thời trẻ. 5. Thiếu suy nghĩ. Ở độ tuổi 60, khi con cái đã trưởng thành và có gia đình riêng, chúng ta có nhiều thời gian rảnh rỗi. Đừng nên chìm vào cô đơn một mình, mà hãy đọc và suy ngẫm nhiều hơn. Đôi khi, chỉ cần tìm một nơi yên tĩnh để tâm trí đã mệt mỏi suốt nhiều thập kỷ được nghỉ ngơi, để đặt xuống những gánh nặng suốt bao lâu nay, để suy nghĩ về những điều thật đơn giản nhưng có ý nghĩa và tầm quan trọng riêng của nó. Nếu trước kia chúng ta luôn phải mạnh mẽ để trở thành trụ cột của gia đình, có đau khổ cũng giấu ở trong lòng, có mệt mỏi cũng giả vờ như không, thì hiện tại chúng ta có thể nghĩ nhiều hơn cho bản thân mình, sống vì mình chứ không mãi chạy theo người khác nữa. Khi là một thiếu niên, bạn cho rằng tuổi sẽ tỷ lệ thuận với tự do. Bây giờ bạn có thể cảm thấy rằng tự do của bạn sẽ giảm đi khi bạn già đi. Bởi lẽ khi đã già, người ta thường có những hạn chế về thể chất, sức khỏe suy giảm, tâm lý tuổi già ập đến. Thế nhưng, nếu cứ mãi chỉ phàn nàn, thất vọng về tuổi tác đã cao, thì người già chỉ có thể đứng yên một chỗ, nhìn những tháng ngày tươi đẹp phía trước trôi tuột theo thời gian. Không phải ai cũng được trường thọ mà hưởng phúc. Vậy nên ngay từ bây giờ, tuổi già hãy tỉnh ngộ và thử làm một trong những cách sau đây. 1. Duy trì lối sống khỏe mạnh. Chúng ta thường khao khát có một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Nếu bạn chưa biết bắt đầu từ đâu, hãy thử chú ý hơn đến dinh dưỡng và sức khỏe của bản thân mình và gia đình. Những thực phẩm bổ dưỡng thường giúp cơ thể chúng ta trở nên khỏe mạnh hơn và hấp thu tốt hơn. Khi một người ở lứa tuổi trung niên, họ thường rất chú ý đến vấn đề thực phẩm, bởi chế độ dinh dưỡng cho người cao tuổi đôi khi không giống với những người trẻ. Ngoài ra, để sống khỏe mạnh hơn, bạn hãy cố gắng giảm sự căng thẳng mỗi ngày, sống thoải mái và suy nghĩ thoáng hơn. Hiện nay có rất nhiều người mắc những căn bệnh lối sống, như là có một số bạn trẻ thường hay thức khuya, dậy muộn và suy nghĩ quá nhiều chẳng hạn. Bên cạnh đó, tập thể dục thường xuyên giúp bạn duy trì sức khỏe và cải thiện tinh thần. Mỗi ngày tập thể dục khoảng 30 phút, theo thời gian bạn sẽ thấy mình trẻ và khỏe hơn. 2. Thử thách mình với những điều mới mẻ. Bạn không bao giờ quá già để thử một cái gì đó mới. Cố gắng làm điều gì đó mới mẻ ngoài thói quen của mình. Sự hạnh phúc khi vượt qua thách thức có thể làm cho bạn cảm thấy trẻ ra. Đôi khi bạn cảm thấy thử thách mới có vẻ khá khó khăn, nhưng chính những hoạt động đó về lâu về dài có thể lại trở thành thói quen hay thậm chí là sở thích của bạn. Nếu có cơ hội, hãy đặt bản thân vào những điều mới mẻ để cuộc sống thêm tươi trẻ và có ý nghĩa hơn. 3. Đừng ngại làm những điều mình thích. Đừng giới hạn cuộc sống của bạn chỉ với sự nghiệp, hôn nhân và gia đình. Hãy làm bất cứ điều gì bạn thích để thể hiện bản thân. Điều này mang đến sự hài lòng về bản thân và tăng cảm giác hạnh phúc. Chắc bạn biết là hạnh phúc giúp tăng cường khả năng miễn dịch và giảm căng thẳng. Do đó, ổn định sự lưu thông của máu và nhịp tim, giữ gìn sức khỏe là một trong những tác động tích cực của hạnh phúc. 4. Ngừng việc so sánh bản thân của hiện tại với thời còn trẻ. Không phải ai cũng có thể trông giống như một người 25 tuổi ở tuổi 40. Nếu bạn tiếp tục so sánh bản thân với tuổi trẻ của mình, bạn thậm chí có thể cảm thấy mình bị trầm cảm. Điều quan trọng là bạn khỏe mạnh và làm việc tốt.
Những thay đổi thể chất khi bạn già đi là không thể tránh được. Nhưng điều đó không có nghĩa là tâm hồn của bạn cũng phải thay đổi, đúng không nào? Bạn có thể sống hạnh phúc và có ích ở tuổi già. Hạnh phúc sẽ ánh lên trên gương mặt bạn và khiến bạn đẹp đẽ. Ngược lại, nếu bạn cảm thấy không hạnh phúc, điều đó sẽ phản ánh trong cuộc sống hàng ngày. Hãy nhớ rằng bạn chỉ già nếu bạn cảm thấy như vậy. Người đến tuổi 60, qua một ngày mất một ngày, qua một ngày vui một ngày, vui một ngày lãi một ngày. Hạnh phúc do mình tạo ra, vui sướng là mục tiêu cuối cùng của đời người. Niềm vui ẩn chứa trong những sự việc vụn vặt nhất trong đời sống, mình phải tự tìm lấy. Hạnh phúc và vui sướng là cảm giác và cảm nhận. Điều quan trọng là ở tâm trạng. Quãng đời còn lại càng ngắn ngủi thì càng phải làm cho nó phong phú. Người già phải thay đổi cũ kỹ đi. Hãy chia tay với ông sư khổ hạnh. Hãy làm con chim bay lượn. Cần ăn thì ăn, cần mặc thì mặc, cần chơi thì chơi. Luôn luôn nâng cao phẩm chất cuộc sống, hưởng thụ những thành quả công nghệ cao. Đó mới là ý nghĩa sống của tuổi già.